bạn đang đến với chương trình Giải Mã Nhan Sắc, chương trình với sự đồng hành của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Chương trình sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 10:30 thứ bảy hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị khán giả thân mến, nói đến làm đẹp thì tất nhiên chúng ta không thể nào không chú ý đến từ xu hướng, đúng không ạ? Xu hướng làm đẹp đó là điều mà chúng ta cần phải quan tâm và cập nhật mỗi ngày. Tuy nhiên, làm đẹp theo xu hướng thì thực sự có cần phải được chú trọng hay không? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng giải mã đề tài làm đẹp và xu hướng. Và để có thật là nhiều những cái góc nhìn đa chiều thì Giải Mã Nhan Sắc đã rất vất vả để mời đến đây 4 vị khách mời đến từ 4 nơi khác nhau. Đầu tiên, xin mời quý vị cùng gặp gỡ vị khách mời đến từ Vần Trăng Khóc, ca sĩ Khánh Ngô. Chào anh Hơn, xin chào chương trình Giải Mã Nhan Sắc. Nhân vật tiếp theo đến từ thế giới cổ trang, nghệ sĩ Bình Tinh. Xin chào tất cả mọi người, chào chị Thơ, chào chị Ngọc. Vị khách mời thứ ba phải vượt qua nỗi đau thấu trời ở thời điểm hiện tại để có thể có mặt tại phim trường của Giải Mã Nhan Sắc, ca sĩ Phan Ngọc Luân. Nụ cười tỏa sáng. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Giải Mã Nhan Sắc. Phan Ngọc Luân vừa phát hành MV Nỗi Đau Thấu Trời thôi. Một tỷ thôi. Nhưng mà là Phan Ngọc Luân không có đem nỗi đau tới cho người ta mà đem toàn hạnh phúc và sung sướng tới người ta thôi. Là tự gánh cái nỗi đau, giấu cái nỗi đau. Đúng vào rồi, lòng. Giấu trong em trong lòng, chôn chặt lòng. Xuống chặt chặt như ủa đó. chưa? Còn một khách mời nữa. Quên. Vị khách mời tiếp theo rất là đặc biệt, xuyên không từ cung cấm đến thế giới hiện thực. Trời đất ơi. Diễn viên Huỳnh Thanh Trương. Rồi, đi ra không? Mới qua được cái chân thôi. Đó, bây giờ qua lại nguyên cái mình. Thì ra là trực công công à. Ủa? Chị Bảy. Trời ơi. Đây Bảy rồi, chị Bảy bên đây. Đây Bảy đây. Ở đây là chị Sáu Rưỡi. Sáu Rưỡi. Dạ em Huỳnh Thanh Trực xin chào khán giả của chương trình Giải Mã Nhan Sắc. Vâng, một lần nữa chào mừng các vị khách mời đến với chương trình Giải Mã Nhan Sắc. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương mục Đẹp Tinh Tế. Chào mừng các khách mời của chúng ta đang đến với chương mục Đẹp Tinh Tế. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là làm đẹp và xu hướng. Nếu mà gọi là xu hướng mà liên quan đến đẹp á, thì mọi người hay quan tâm nhiều đến xu hướng cái vấn đề nào nhiều nhất? Thời trang, make up, tóc, tóc tai. Đúng rồi. Trang sức, hộp son. Xu hướng thì... Ủa, cái xu gì hướng? Mà giống như là vạch mặt em ra vậy? Không, bình tĩnh. Em dám đi ra đường thiệt luôn á hả? Ủa em có làm trời, gì đâu. Cái gì mà hột gì mà gắn từ trên tay rồi gắn trên móng luôn vậy trời. Xin thưa em là nghệ sĩ cải lương. Thì cho sao? Rất nhiều gì thì em cũng sao? Có. Em cũng có cái dòng máu hột lè lẹt cho đó chị. Không. Kim sao hột nữ đó. Em. Rồi mỗi lần mà em đi ra đường là có bao nhiêu vệ sĩ đi theo em? Đâu có ai đi theo em đâu, người ta tưởng em đeo đồ giả. Đồ giả luôn. Hợp lý. Đâu có ai khùng mà đeo nhiều vậy, chỉ có đồ giả mới đeo nhiều không, vậy. Để chúng ta đây gọi là bữa nay là chúng ta thảo luận để đưa ra những cái thông tin nó phải đúng và đủ cho khán giả. Để cập nhật xu hướng mà đặc biệt xuống thời trang thì chắc chắn là anh Thơ cần phải có đồng minh. Mà đồng minh nói ra một cái là mọi người phải tâm phục khẩu phục luôn. Xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ nhà thiết kế Hà Nhật Tiến. Xin chào tất cả khán giả, chào chị anh Thơ, chào chị Ngọc, anh Luân, chị Bình Tinh và Trực. Mời bạn. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là làm đẹp và xu hướng. Mà hồi nãy mọi người có nói là hệ đã nói về xu hướng á, thì chỉ có thời trang là mới cần phải theo xu hướng thôi. Xu hướng thì có rất nhiều loại xu hướng khác nhau, nhưng mà để mà bản thân mình cập nhật một cái xu hướng nào đó áp dụng cho mình, thứ nhất là mình phải tự tin với lại bản thân mình trước. Cái thời trang em nghĩ là đẹp nhất không phải là cái xu hướng nào nó nổi bật trên sàn diễn hết, mà đó là cái những cái gì mình tự tin nhất khi mình thể hiện, thì đó là cái trang sức đẹp nhất, cái thời trang đẹp nhất. Tóm gọn lại là cái xu hướng không quan trọng, mà cái chuyện là chúng ta biết là mình hợp phù hợp và mình thích điều gì. Đúng rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay là cái chương trình chúng ta là vẫn phải cập nhật cái xu hướng thời trang mới nhất cho quý vị khán giả. Thực ra thì nó có một số cái điểm nổi bật thì em muốn chia sẻ với Thơ và các anh chị ở đây, thì có một số các xu hướng mà em nghĩ là mọi người cũng nên chú ý một xíu để có thể là ngoài những công việc chúng ta là đi biểu diễn trên sàn diễn thì có thể đi cà phê hoặc là đi chơi với bạn bè, thì các anh chị có thể update cho mình để có mình tự tin hơn với biết được cái phong cách thời trang hiện nay là như thế nào. Trước khi tiến cập nhật á, mình phải coi từ cái xu hướng thời trang mọi người đang áp dụng. Thôi là im cái đi, gì im đi. Đó đúng không nè, đầu tiên nè Trực em. Đấy nhìn em là thấy rồi, đơn giản dễ chịu, mặc đi đâu cũng được. Với chiếc áo khoác màu mắm cưới. Nhưng mà em có để ý cái xu hướng thời trang dành cho nam không? Dạ có.
xu hướng thời gian dành cho nam thì em vẫn thấy là nó thiên về cái hướng đơn giản là nhiều. Nhưng mà thường em cập nhật cái xu hướng thời trang ở đâu? Xu hướng thời trang em cập nhật là em hay nhìn ở ngoài đường hay là như thế nào? Không, là từ bạn bè em. Tại vì bạn em làm stylist cũng một vài người, xong thì em ví dụ như mà cái nào mình không hiểu, mình không biết thì mình hỏi, ví dụ như là mùa này nên mặc cái gì, mùa sau thì nên mặc cái gì, ví dụ vậy, thì bạn em sẽ chỉ. Còn mình tin em nói chung là mình đến từ thế giới cổ trang đó, có khi nào mình để ý tới cái xu hướng thời trang hiện đại bây giờ không? Cho em qua chị Ngọc nói luôn đi được không? Nói chung chị em chân ca đó em. Xu hướng của Bình Tinh là từ ngón tay trở xuống thôi. Em thì em đơn giản lắm, nói chung em đơn giản. Nhìn cái móng là thấy chị đơn giản. Chị Ngọc cho em nói rồi. Nói chung là em cũng giống như là bé Trực vậy đó, cũng tham khảo bạn bè mấy anh chị em này nọ, nhưng mà nói chung là cái dòng máu chắc nó ăn ở trong người rồi hay sao chị? Tiềm thức. Cái bầu móng tay này là không bao giờ bỏ được. Rồi đồ mặc là lúc nào phải có cái nơ bự như vậy. Không, đó cái này là tự nhiên thấy cái đầm dễ thương rồi quánh lên, chứ cái nơ tự nhiên có chứ phải lúc nào cũng vậy. Em đơn giản lắm. Em rất là đơn giản, chị thấy không? Còn chị Ngọc á thì lúc nào chị cũng xuất hiện với hình ảnh rất là gợi cảm, sexy quyến rũ. Đúng rồi. Tự biết sao không? Chị thấy là ở Sài Gòn á thì coi như là nắng quanh năm, bốn mùa, nhưng mà nó không có mùa nào. Có nghĩa là chỉ có nắng với mưa thôi, lúc nào cũng nó hơi nóng chút xíu. Nóng và rất nóng. Cho nên là đồ của chị không có theo mùa, theo thời tiết gì hết trơn đó. Nói chung là mình cứ mặc cảm thấy là thoải mái, tự tin là được. Cho em cắt ngang cái là em có một lời khen ngợi với chị Ngọc, là tại vì không biết vô tình hay là hữu ý, nhưng mà vô tình cái bộ đồ màu tím của chị Ngọc á là đang là nằm trong top trend màu sắc của năm 2019. Hey, đây. Hey, quất lửa. Hành động vô tình rồi. Hay quá. Ủa em đây, chị mặc đồ Huế mà tiện vô tình ra top trend nha em. Thế giới luôn nha chị. Không, tại vì cái màu ultra violet đang là màu hot của trong tuần lễ thời trang thế giới 2019, mà khi kết hợp với lại cái nước da của chị Ngọc thì vô tình nó lại rất là trendy, nó rất là thời trang. Chị lát cho em chụp tấm hình em về mai bộ đồ cải lương. Thôi bỏ đi em. Ừ bỏ đi. Ủa em đây tím chuyển qua hồng ra xanh nó có trend không em? Không, thực ra có những cái đồ như là kẻ sọc hoặc là những cái đồ basic trắng đen sáng thì luôn luôn là cái không bao giờ nó lỗi thời, cho quanh nên năm. Là khi mà mình mặc thì rất là ok. Cái này là một mùa thôi, đây là có quanh năm. Rồi nhưng mà đều luôn là nam nè, có khi nào mình để ý tới cái xu hướng thời trang không? Tại vì nam thì thường nhiều khi á chả cần phải theo xu hướng gì hết, cứ quần tây, áo sơ mi hay quần jean thôi là đủ rồi. Đúng rồi, tại vì luôn là bị cái tính đơn giản là có gì mặc đó, và đôi khi mẹ cho gì quăng cho gì là mặc cái đó liền. Trong tủ đồ của Luân là 100% là đồ của mẹ, Luân chưa bao giờ sắm bất kỳ một cái món đồ nào cho bản thân mình hết. Từ giày dép, quần áo. Trời đất ơi, hâm mộ. Hâm mộ thiệt á. Vậy bây giờ là đến chuyên gia nè, cập nhật nè, xu hướng nè. Cái đầu tiên em nghĩ là chị Ngọc hoặc là anh Luân hoặc là Trực có thể là update được. Tại vì cái này em nghĩ là bản thân em thấy là sẽ không hợp lắm với chị Bình Tinh. Đúng rồi, cổ trang mà. Okay, không sao, mình phong cách cổ trang mà. Không sao. Không có gì phải cười hết đó chị. Trời ơi, cô bé mới dắt chiếc xe. Dạ, cho em gửi xe. Ở đây không có nhận gửi xe. Đúng ra là chị thương em, hay là bây giờ chị muốn đẩy em đi chỗ nào nữa? Trời ơi, coi đằng sau đó có cái ghế, người ta ngồi đằng sau đó. Tiếng ơi, chị cần nghe những lời an ủi nhẹ nhàng nhé. Dạ, dạ. Về cái accessory đó là cái túi đeo chén hoặc là túi mình thắt ngay eo của mình. Ủa mà mắt mới nhỏ, không cho con nhỏ nó xài. Với cái cá nhân em khi nhìn vô thì em thấy là sẽ không hợp với lại chị Bình Tinh thôi. Nhưng mà chị Bình Tinh có thể hợp với lại clutch hoặc là cả túi cầm tay. Sao ok. Không có cái hộp thôi à. Ủa túi đeo chén thôi, nhớ là nó cũng đã là cái xu hướng cả một thời gian vừa rồi rồi đúng không? Tới cái mùa này thì nó sẽ update nhiều cái kiểu khác, hơn là đính kim loại hoặc là thêu hoặc là có nhiều cái họa tiết khác nhau. Tiếp theo đó là những cái bộ vest suit mà dành cho nữ. Ở trước đây thì chúng ta chỉ ở nam giới sẽ mặc bộ suit thôi, nhưng mà bây giờ thì từ khi nhà mốt Coco Chanel phát triển nên cái bộ suit dành cho phái nữ nó tạo cho cái cảm giác là nữ quyền hơn, mạnh mẽ hơn. Thì không những là chúng ta có thể xuất hiện ở trong cái môi trường công sở, mà chúng ta có thể bước ra phố nó thành đẹp hơn, và trong cả những cái buổi event party cũng được, sẽ phù hợp với tất cả các khách mời ở đây, kể cả chị Thơ hoặc là em. Là hợp với lại Bình Tinh luôn đúng không? Hợp luôn, chị bảo đảm mà chị chắc có cái này luôn. Chỗ có một cái món đồ mà phù hợp với Bình Tinh luôn, mà hot trend luôn. Bớt đi Ngọc. Đây không phải là một món đồ, mà đây là một cái thuật ngữ dành cho cái xu hướng đó là white on white hoặc là black on black, có nghĩa là một cây đen hoặc là một cây trắng. Cây đen hoặc cây trắng. Ta đi một vòng nè Bình Tinh nè, giờ là tới thời của em. Nguyên cây trắng. Thì với cái xu hướng đó thì mình có thể áp dụng rất là nhiều, như là mình đi
đi chơi, đi tiệc, nói chung là rất nhiều cái để mình có thể kết hợp trong cái tủ đồ của mình. Nếu mà chúng ta có thể là ngại diện một cái bộ, một nguyên một cái cây xe là trắng từ đầu tới cuối, thì chúng ta có thể điểm nhấn vào đó là những cái màu trung tính khác như là màu xám hoặc là màu đen để có thể cân bằng lại cái set đồ của mình. Em cực kỳ thích cái style này, nó nhìn rất là chất. Mẹ mặc đồ vậy được không ta? Em được chứ, được. Chị bận mấy chị hộm cho em. Giờ tiếp theo đi nè, có cái gì liên quan tới thơ không nè, có cái xu hướng nào liên quan tới thơ như, nè? Như hồi nãy đã chia sẻ rồi, có những cái xu hướng có thể là mình không phù hợp, nhưng chị cứ tự tin chị diện những cái bộ đồ chị thấy đẹp, mình tự tin là mình đẹp nhất rồi là ok. Em cũng nghĩ vậy đó, em bận cái gì miễn đẹp là được rồi, kệ ai nói em cải lương em chịu. Em thấy vui là được rồi. Không, nhưng mà có đó là một cái chất riêng của chị thì chị nên giữ chứ. Cái cuối cùng em muốn chia sẻ đó là cái xu hướng là kết hợp nhiều họa tiết, nhiều màu sắc hoặc là nhiều chất liệu trên cùng một bộ đồ. Đây Phong Tiến. Dạ, có thể là kết hợp nhiều chất liệu đó, thí dụ như cái này thì nhìn nó nhìn gần mới thấy đúng rồi, cái này là nhiều cái loại vải khác nhau, nhưng mà nó ráp vô rất là tinh tế, nó rất là đẹp. Mọi người ơi, hãy chú ý đến em. Kết hợp nhiều cái chất liệu vải nè Tiến. Cái này thì nó không phải cái xu hướng em đang chia sẻ lắm. Trời ơi, quê. Trời, buồn Tiến dễ sợ luôn á. Tưởng là bên đây có người xuất hiện là thấy mình có đồng minh rồi mà. Nói chung là để cho chúng ta có thể là mặc đồ, ăn mặc liên quan đến thời trang á, mà hợp với xu hướng hơn, thì chỉ cần nhớ lại những cái gì Tiến nói. Đầu tiên, đó là sắm cho mình một cái túi đeo chéo, đúng không? Dạ, chính xác. Cái thứ hai, ráng nhớ và bê nguyên cái màu của chị Khánh Ngọc. Buồn ghê vậy đó. Cái thứ ba là nguyên suit. một bộ suit oversize là tốt nhất, đúng không? Cái thứ tư á là nguyên cây đen và nguyên cây trắng. Thứ năm là kết hợp nhiều chất liệu với nhau, chất liệu họa tiết nhưng mà phải tinh tế. Ok, cảm ơn Hà Nhật Tiến rất là nhiều ngày hôm nay đã đến với chương trình để cập nhật cho các khách mời cũng như là cho quý vị khán giả của Giải Mã Nhan Sắc về những cái xu hướng thời trang của 2019. Cảm ơn Hà Nhật Tiến rất là nhiều. Các bạn đang đến với chương mục Đẹp Thông Minh. Ở chương mục Đẹp Tinh Tế, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về cái xu hướng thời trang. Mà thời trang mà theo xu hướng thì quá dễ rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên còn ở chương mục Đẹp Thông Minh là cái chương mục mà chúng ta chia sẻ những cái kiến thức liên quan đến việc làm đẹp thẩm mỹ hiện đại. Thì với cái chủ đề là làm đẹp và xu hướng, thực sự là ở chương mục này thì có phù hợp để chúng ta chạy theo xu hướng hay không? Để có thể giải đáp được cái câu hỏi vô cùng hóc búa này, không ai khác ngoài chuyên gia, đúng không ạ? Sau đây xin mời các khách mời cũng như là quý vị khán giả chúng ta cùng gặp gỡ vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng với anh Thơ trong chuyên mục lần này, đó chính là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, giám đốc của bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Bác Dung màu tím, bác Dung con cũng màu tím. Bớt tăng động lại đi. Chào các khách mời ạ, chào khán giả chương trình Giải Mã Nhan Sắc ạ. Dạ em là bác sĩ. Đầu tiên trước khi mà đến với chủ đề này thì nhờ bác sĩ chia sẻ là nói về phẫu thuật thẩm mỹ thì cái bộ phận nào hay là cái phẫu thuật thẩm mỹ gì đang là được nhiều nhất. Dạ đúng rồi, nhiều người mà hay tìm đến bác để mà nhờ can thiệp nhất ạ. Theo anh Thơ cái nào là phổ biến nhất? Như em thấy nha, xung quanh em á, đó là phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi. Nếu mà hỏi một câu cái nào là ta làm nhiều nhất thì mọi người cứ nghĩ là cái mũi, nhưng mà thực ra cái mắt là nhiều nhất. Dạ mắt. Mắt nhiều nhất hả? Mắt, nhưng mà con mắt không phải là làm lúc trẻ mà lúc có tuổi, lớn tuổi. Đúng rồi. Còn bây giờ nói về làm đẹp, về thẩm mỹ ạ. Xu hướng làm đẹp thẩm mỹ, nếu mà khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta vẫn cái người ta làm nhiều nhất vẫn là cái mũi. Tại sao? Thì cái mũi chúng ta biết là người Á Đông mình á, thì cái mũi nó thấp, nó hơi bạc bạc, chặt chặt. Người ta muốn mũi nó cao, sáng mặt lên thì đa phần người ta làm mũi. Dạ. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái từ khóa để có thể có thật là nhiều những cái thông tin cũng như là khám phá được ra những cái điều nó thú vị xoay quanh đến chủ đề hôm nay liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi. Dạ. Từ khóa đầu tiên đó là hình dáng. Thì thường nói về cái dáng mũi thì chúng ta hay hình dung đến kiểu dáng như thế nào? S-line. S-line. Gần đây là nghe trời nhiều nhất. Ôi, rành sao quá. S-line nghĩ nhiều quá ha? Nghe nhiều lắm. Ủa, nhưng mà bác sĩ ơi, từ từ nè. Trực, em nói S-line hả Trực? Dạ. Ủa mũi nam cũng S-line hả? Không, cái này thì em không biết. Tại em thấy quảng cáo trên Facebook kia đó là mũi S-line. Nhưng mà quan trọng là em thích cái mũi như thế nào? Em thích cái mũi của em là mũi giống như chị Ngọc ấy. Chị là S-line đó em. Ôi dạ. Chỗ em xu hướng kỳ vậy. Em hướng âm nhiều hơn hướng dương ấy. Cái này là giải mã nhan sắc chứ phải giải mã giới tính đâu em. Dạ mời bác sĩ nói về hình dáng à. Thực ra thì trong đội chơi mình mấy bạn rất là rành về cái dáng mũi S-line. Thực ra mũi S-line là một cái dáng mũi nó rất là nổi tiếng. Hồi xưa chúng ta thấy rằng chúng ta đặt mũi nha, đặt cái mũi sao nó cao như dọc dừa mũi Tây. Nó cao mà nó thẳng tuột lên thì cái dáng mũi đó nó phù hợp cho cái người phương Tây. Thì cái mặt người ta cao, mũi kéo là cao. Còn S-line tức là sao? Dù nó cao nhưng có độ cong mềm mại chút.
nó phù hợp người châu Á mình hơn. Thứ hai, bây giờ thêm một cái từ ngữ mới là the line, nó lên vậy, cặp xuống vậy, đúng không? Tức là lên xuống, tức là cái dáng mũi nó sẽ phù hợp với gương mặt người đàn ông hơn. À, là eo lai là lung lai, là em lung lai đó, đó. Lung linh là lên luôn. Lung linh là lên luôn. Bởi vì em biết mà, bởi vậy. Thực ra mình nói về lý thuyết vậy thôi, nhưng mà mỗi gương mặt, cái gò má, cái mũi, cái mắt, cái độ, cái xương hàm nó phù hợp cấu trúc riêng. Chúng ta không nên áp dụng cho ai là theo nghề hết mà nó phù hợp. Bây giờ là như thật là mọi người đang theo xu hướng là cao tay á, làm như nó cao tay rồi, trở lại rồi. Đó bác, nó cứ cao nhiều á. Bây giờ mình dạy hướng xu hướng cao tay á. Dạ. Hiện tại sao? Cao tay thường thường là rất xảy ra cho những cô bé teen 18 19 tuổi. Nhưng mà thời gian sau là cái da mũi nó chịu không nổi, nó sẽ mỏng, nó hư hết. Từ khóa thứ hai là phương pháp à. Bây giờ nói về phương pháp làm mũi. Tại vì Thơ là đã đồng hành cùng với chương trình làm đẹp quá nhiều rồi, cho nên Thơ biết những cái phương pháp. Nhưng mà nếu như gọi chữ phương pháp thôi thì trong đầu mọi người đang hình dung phương pháp nào ạ? Bọc sụn nhân tạo nè. Ủa sao hay quá vậy? Rồi lấy lấy sụn sụn tay. Tay nè, sụn tay. Sửa rồi cấu trúc. Trời ơi. Cái này là những người mà rất là kiểu là chịu khó tìm tòi trong cuộc sống đó. Tại vì bây giờ luôn, rất là nhiều khán giả mà gửi inbox về cho fanpage của chương trình Giải Mã Nhan Sắc á, thì mọi người trong đầu chỉ có khái niệm hai cái phương pháp thôi. Một là mũi S-line, hai là cấu trúc. Dạ. Yeah. Vậy bây giờ ngày hôm nay bác sĩ giải thích thêm về phương pháp ạ. Mình nói đến là phương pháp đầu tiên là người ta cổ điển, là đến bây giờ vẫn một số nơi vẫn dùng, là chúng ta chỉ dùng sụn nhân tạo đặt vào cho mũi cao lên, là phương pháp cổ điển nhất. Thì cái phương pháp nó chỉ phù hợp mà cho một số cái mũi, là ví dụ cái chốt mũi chúng ta cao đẹp rồi, chỉ thấp chỗ này thì chúng ta làm chỗ này thôi. Yeah. Cấu trúc S-line là kết hợp sụn tự thân và sụn nhân tạo. Sụn nhân tạo ta đặt 2/3 trên, sụn tự thân là ta dùng sụn vách ngăn hay sụn tai hay sụn sườn để dựng cái trục mũi nó lên, nó cao lên, nó thon và kéo dài ra. Chứ nếu mà dùng sụn nhân tạo chúng ta đẩy dài ra thì không được, nó không tách được ra và nó sẽ bào mòn cái đầu mũi mình. Giữa cấu trúc và S-line là thực ra một kiểu, sau đó người ta chỉnh hết cấu trúc lại thì kết line cấu trúc đều một, nhưng mà chúng dùng sụn tự thân và sụn nhân tạo là cách đầu tiên. Cách hai là chỉ dùng sụn nhân tạo không thôi. Tuy nhiên có một số trường hợp chúng ta phải dùng sụn tự thân hoàn toàn. Giả sử giờ cái mũi trên đã dùng sụn nhân tạo rồi, bây giờ nó mỏng quá, nó đỏ hết rồi thì không thể đặt sụn nhân tạo tiếp được, người ta sẽ dùng sụn tự thân mình hoàn toàn. Nhưng mà cái phương pháp này á thì thường á là mọi người đến và yêu cầu bác sĩ, hay là bác sĩ sẽ phải là người thực sự chỉ có bác sĩ mới được chỉ định thôi ạ? Thực ra bác sĩ là người chỉ định. Ví dụ bây giờ cái mũi bạn này cái đầu mũi rất là ngắn nhưng mà không hợp thì chúng ta phải làm dài đầu mũi. Dài đầu mũi chúng ta phải mở hết ra, tách ra để cái sụn nó lỏng lẻo ra, cái da nó đủ ra rồi ta dựng cái trục lên. Ừ. Thì chúng ta làm bằng cái line, đúng không? Yeah. Còn ví dụ người ta tới mình nói cái mũi rất đẹp, cao, thon gọn, chỉ này hơi trũng, chúng ta đâu phát đầu mũi làm gì, cái tự nhiên vẫn tốt hơn, thì chúng ta chỉ đặt một chút xíu thôi. Yeah. Hoặc là người ta tới hai cái xương mũi quá to, người ta chỉ cắt gọn phía trong nó gọn lại. Người ta tới vì cái đầu mũi to, vì cánh mũi to, chúng ta phân biệt từng cấu trúc. Có nghĩa là tất nhiên trước khi mà chúng ta tìm đến với lại một cái cơ sở nào đó hoặc một bác sĩ nào đó để nhận được tư vấn cho chính mình thì mình cũng đã đi tìm hiểu rất là nhiều. Yeah. Thông qua rất là nhiều kênh, các phương tiện truyền thông cũng như là bạn bè, hàng xóm láng giềng xung quanh mình nữa. Tuy nhiên, mỗi người là một cái cá thể hoàn toàn khác biệt. Mỗi người có một cái cấu trúc hoàn toàn khác nhau, một cái gương mặt hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy, chỉ có một cái duy nhất đó là dành thời gian đến gặp bác sĩ. Để bác sĩ ơi, tư vấn cho chính em, chứ không phải là cho bạn của em hay cho hàng xóm của em, đúng không ạ? Yeah. Vâng, từ khóa tiếp theo là chất liệu. Silicone, đúng không? Silicone. Thôi bây giờ ai xài silicone? Trời ơi, bây giờ silicone luôn. Không, bạn này hiểu nó đúng. Cái sụn dẻo bằng silicone dẻo chứ không phải là bơm silicone lỏng. Ồ, thấy chưa? Cái sụn bằng silicone dẻo. Có nghĩa là bây giờ là tất cả mọi nơi là đều dùng chung một cái chất liệu hay sao ạ? Không. Cái chất liệu mình chia hai trường hợp, chất liệu sụn tự thân. Ví dụ mình nghe sụn vách ngăn, sụn tai, sụn sườn để chúng ta làm một phần đó. Chất liệu thứ hai là cái sụn nhân tạo. Dạ. Nhân tạo thì có thể là silicone, có thể là Gore-Tex hoặc là Megaderm hoặc gì đó, nhưng hầu hết là silicone. Silicone nghe ta nghĩ là rất nguy hiểm, đúng không? Nhưng mà silicone dễ, nó không phải nguy hiểm, hoàn toàn bình thường. Nhưng mà tự nhiên bây giờ bác nói xong em cũng thấy hơi lo, tại vì một cái vật gì đó mà đặt vô người mình đó bác sĩ, thì em có cần phải quá quan ngại về cái chất liệu nó như thế nào không bác sĩ? Có cái chứ. Độ an toàn của nó. Tại vì cái gì mà đặt vô cơ thể mình thì rất quan trọng. Ta thấy là cách đây khoảng 40 năm thì người ta cho chích cái silicone lỏng vào cơ thể mình, sau một thời gian biến nhiễu rất là lớn, mà 1992 thì ta cấm hoàn toàn chích silicone lỏng. Cái gì mình một cái thanh chắc đặt thì mình lấy ra dễ, còn cái gì chất lỏng thì nó hòa tan mình không biết được. Mình biết là sản phẩm nào cũng có cái chất lượng cao, chất lượng thấp, sản phẩm nào cũng có thể là fake rồi giả, ví dụ đâu biết được. Rồi biết người ta bỏ vô cái mũi mình cái gì? Thực ra cái này là cái chủ đề mà hiện tại là ngành y tế mình đang rất là đau đầu, cái chuyện mà rất nhiều cái tiệm mà không ba, được cấp phép mà nail không được cấp phép. Dạ đúng. Tới chích filler, tới nâng mũi, rồi tới làm nhiều thứ thì cái đó biến chứng rất là kinh khủng. Vì chúng ta thấy rằng một số bác sĩ trẻ mới ra trường đi mới học thẩm mỹ thôi, cũng chưa biết kinh nghiệm nào, thì người ta tới một cái spa đó, một cái tiệm đó mà kêu tới làm vài triệu thôi,
Thì thứ nhất là cái tiêu chuẩn mình đã là không làm được rồi. Và người ta, một số người cũng không hiểu là thấy rẻ đúng không? Cho nên cái đó thực sự là nguy hiểm. Và chúng ta thấy rất nhiều trường hợp báo chí đăng là chích filler ở spa gây mù. Chích ngay mình máu vô mắt mà mù đúng không? Rất nhiều trường hợp dùng chỉ nâng mũi sau thời gian lộ hết, thủng hết đúng không? Chúng ta không đơn giản đâu. Dạ, vậy như hiện tại thì bác sĩ đang sử dụng những cái chất liệu như thế nào và nó có những cái ưu điểm gì ạ? Cái chất liệu chúng ta luôn luôn dùng hai chất liệu. Chất liệu là cái sụn của kính cơ thể mình, thứ hai là chất liệu sụn nhân tạo. Và chúng ta phải hiểu là trường hợp nào nên sử dụng sụn từ thân mình, chứ không phải trường hợp nào cũng dùng hết. Còn chất liệu chúng ta cũng không biết, cũng nói là chất liệu nó không nên quảng cáo một sản phẩm nào, nhưng mà chất liệu phải có nguồn gốc rõ ràng. Chứ mình làm thứ nhất là tai biến biến chứng cho cái người đó là một phần, nhưng mà cái thương hiệu mình sẽ không sống được. Bây giờ chúng ta sống tất cả và thương hiệu hết, chúng ta phải làm uy tín. Và bác sĩ làm phải có cái tâm, và cuối cùng phải kinh nghiệm, phải có kinh nghiệm, ba yếu tố quan trọng. Từ khóa cuối cùng đó là thời gian. Vừa rồi đó thì có ca sĩ đó, thì sau khi mình bị bây giờ để lâu á thì bây giờ nó bị sưng tấy lên, có nghĩa là nó bị đào thải á, nó không phù hợp. Cái đó không biết là cái nguyên nhân nó là như thế nào bác sĩ. Thực ra người ta rất quan tâm về cái thời gian đặt cái mũi. Yeah. Một số người tới em muốn làm cái gì nó vĩnh viễn, thì thực ra lý thuyết thì nó vĩnh viễn, nhưng mà thực tế nó không, nó khó lắm, nó tùy thuộc trường hợp. Ví dụ bây giờ chúng ta đặt một cái sụn nhân tạo vào đây, thì thứ nhất phụ thuộc vào cái loại sụn nó cứng hay mềm, bác sĩ đặt đúng lớp hay chưa, rồi cái da mình, cái mô mình như thế nào. Ví dụ da mình quá mỏng, bác sĩ đặt cái sụn nhân tạo vô đó thì 5-10 năm sau nó mòn, chắc chắn cái gì cũng vậy, nó mòn đúng không, nó làm mình lộ sống. Khi mức độ mình thấy quá mức độ, mình bắt buộc mình phải thay, mình làm lại, chứ không là chắc chắn là nó sẽ thủng hoặc là nó quá đỏ, nó ảnh hưởng đến cái da mình, nó hư. Vì lý thuyết thì có, vì 20 năm sau cái sụn nhân tạo không hư nhưng mà cái da ta hư. Vậy có cái trường hợp nào thưa bác sĩ có nghĩa là cái sụn đó mình xài vĩnh viễn được không? Không, nếu như vậy để ca sĩ Khánh Ngọc đó là có một số trường hợp là cái da mình nó rất là dày, cái đặt cái sống mềm đặt sâu xuống mức độ vừa phải thì nó tồn tại. Giờ thấy có một số người 40 năm vẫn còn bình thường, nhưng mà cái triệu chứng cho thấy da đầu đỏ mỏng là triệu chứng phải đi thay. Là em cũng không có ý định sửa đâu, nhưng mà sau khi nghe bác sĩ Tú Dung nói, sau khi nghe xong thì em suy nghĩ lại, chị tư tưởng lung lay quyết liệt. Ok bác sĩ, sửa xong vậy thì bao giờ nó lành? Câu hỏi quyết định. Đúng rồi, để đi làm ăn. Thường thường á, chúng ta nói là một tuần sẽ cắt chỉ là nó ổn định. Dạ. Nhưng có thể là tùy cơ địa mỗi người, có người số một tuần vẫn sưng, hai tuần vẫn còn, ít nhiều cũng còn, nó bầm có. Nhưng mà nếu mà ổn định hoàn toàn mà để mình đi đi quay phim trường, đi chơi game thế này, dạ, chắc có một tháng đúng không? Bây giờ là mình sẽ cùng xem một cái clip. Đây là một trong những cái mũi, một trong những cái bệnh nhân mà bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung đã thực hiện. Dạ. Phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi. Trời ơi, cái mũi nhỏ đẹp quá. Quá trời đẹp luôn. Vấn đề về từ khóa thời gian à, để mình có thể mà cầm mà mình xoay cà vòng vậy. Bao lâu mà bác sĩ? Thực ra muốn mà xoay cà vòng vậy rất là khó. Nếu chúng ta làm sụn nhân tạo mà chúng ta chống cứng lên, chúng ta xoay khó lắm, nó đau, nó cứng, không làm được. Xoay đó trường hợp chúng ta làm thì nó là cái lớp đệm, là cái sụn mềm của mình, sụn tai mình. Và trên đó nó bọc một cái màng tế bào BB thì nó mềm. Cái sụn nhân tạo rồi xoay cũng... Màng, bọc màng tế bào BB là sao? BB là cái màng ta lấy huyết tương tiểu cầu mình. Chúng ta thấy một số người đi điều trị da đúng không? Cái làm lăng kim, trẻ hóa da thì cái màng nó làm kích thích cái da mình nó lành nhanh là thì trên cái màng ta bọc cái sụn vách ngăn, sụn tai mình để cho nó mềm mại. Khi cái sụn tai nó cong, nó mềm nó xoay được. Còn nếu sụn nhân tạo không thì rất là khó. Lót cái màng PAP đó là để làm gì ạ? Để cho cái mũi mình không bị lộ, không bị lộ sống. Đúng rồi. Trời ơi, cái công nghệ này cao quá. Hãy cho hàng chục đi quá. Làm thôi. Ngày hôm nay thực sự một cái buổi trò chuyện quá thú vị. Và như bản thân anh Thơ đây cũng đã được biết rất là nhiều những cái thông tin về phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi rồi đó. Nhưng mà ngày hôm nay cũng cảm thấy là những cái thông tin quá hữu ích. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và cảm ơn các khách mời. Thưa quý vị và các bạn, một lần nữa thì cảm ơn các khách mời rất là nhiều. Và đặc biệt là cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình Giải Mã Nhan Sắc cũng xin phép được khép lại. Rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.